tính để ăn phần của nhau hay là ăn phần Đâu, bọn em cũng có được lợi? em chạy được 145 đâu phải do các bác úp cho em đâu, do anh kiểu em may mắn em gặp được cơ sở bên Mỹ Thế em chạy được 145k rồi, thì bây giờ em 145k em đã được bao nhiêu tiền? chục. 30 triệu. Anh nói hẳn cho em biết là em biết là 140, anh nói ở bên này như có mốc 145 sao ấy, hay Có 8 triệu 150 mấy à? có 8 triệu mấy thôi em ạ. Ừ, Em đúng thấy không? là so sánh thì em thấy cái nào hơn, Nhưng mà nhưng mà anh đảm bảo thừa với em một câu, bên này làm rất là đắt. Cái này anh không, cái này anh không, cái này anh cho em suy nghĩ. Nếu là một do một người chơi ấy, bên này là chỉ có nhiều user thôi, nhưng mà họ chơi salad được, họ quen em họ mới tặng em, nhưng mà đâu phải lúc nào họ cũng tặng em được, em hiểu không? Em phải có một cái suy nghĩ nó thoải mái lên, làm áp ấy, ai cho thì cho. Anh nói thật luôn, đừng có đặt quá nhiều cái chỉ tiêu với mức chỉ tiêu của mình. Ừ thì bây giờ chẳng hạn em chạy thằng đấy, em lúc đầu thằng đấy em chỉ đặt ước vọng là 85k đi, nhưng mà chẳng may bụt vào độ cho em phát lên gần 490 hay 480, em cố chạy chỉ tiêu thì còn ok, mọi người giúp đỡ em được. Chứ mà đừng có, nếu mà chạy cứ tầm tầm bình thường, anh nghĩ là cứ để mọi thứ diễn ra tốt đẹp đi, đúng không? Đừng nghĩ đặt em đừng đặt kỳ vọng quá vào nhiều vào app, em hiểu không? Bởi vì nhá, có người này có người nọ, em biết không, ở bên kia nhá, người ta có những user rất giàu, họ chỉ chơi được đúng 2 3 tháng họ chán, họ bỏ, họ không chơi nữa. Thế là bọn em chỉ được sống, tức là họ chỉ theo em được có 2 3 tháng thôi. Anh biết cái cảm giác là chạy mốc cao xong đầu tháng dưới. Hay là Mình anh nói hơi nhanh, cứ như kiểu là em gì nhỉ, như kiểu em chạy mốc tháng đấy em chạy quá mức mức của em là chạy tầm 250 đi, sau tháng sau em chạy tầng tầng em không chạy được năm nổ 50k, em cảm thấy chán thì tất nhiên điều đấy ai cũng biết, đúng nhưng mà thôi được, có còn hơn không em ạ. Em sẽ có hơn 50 triệu cũng được gần 10 triệu rồi, gần 8 triệu 9 triệu rồi, 50k cũng được 8 9 triệu rồi, còn hơn là em không có đồng lương gì mà em chạy ở bên này còn vất vả hơn. Anh nói thật, vẫn chạy bên này bởi vì sao, anh nói thật như anh sang bên này anh chơi nhá, thì chơi vui thôi mà cũng tốn nhiều tiền phết đấy, vì bên này nạp đắt hơn là thứ nhất nhá, cái thứ hai là bán, kể cả mình chơi những cái trò như salad hay kiểu dương như bên mình ấy, bán bên này nó không có lãi đâu em ạ, nên là anh cũng cảm thấy nản lắm, bán không được bằng ở bên kia luôn, bên kia bán có lãi cực kỳ luôn, bên này bán không có lãi, đâm ra mình cũng nản đấy. Nhiều cái bây giờ bên này nó còn tiêu chí là mua ạc, bây giờ mua ạc salad, em biết xào salad được không? Biết xả đồ thôi. Đấy, anh chỉ nói vậy thôi, Sẽ suy nghĩ lại. không em không phải suy nghĩ, em cứ làm tầng tầng thôi. Anh nghĩ là cứ theo cái cứ theo thế đà mà đi thôi, còn có tháng này có tháng nọ có người độ em, chứ đâu phải là ngày nào cũng độ em trong vòng mấy tháng được. Nhất tình hình dịch ấy, em cũng không làm ra tiền được, họ cũng không làm ra tiền được, thì họ không thể vào app được. Với cả em thấy bây giờ ở bên đấy nhá, rất nhiều người ngày xưa có tiếng tăm bây giờ người ta nghỉ hết, vì người ta không thể gọi là đua đua cuộc đua, tức là nạp tiền ở đấy quá nhiều ấy, giờ cũng có cuộc sống của họ ấy. Bây giờ em nghĩ là nếu như anh thích em chẳng hạn nhé, hay thái anh vào donate quà cho em trong đấy, anh thích em anh donate thẳng trong tài khoản em vừa có tiền tiêu mà em chả phải làm gì, có phải thế không? Thế là phải tiện không, mà sao phải quá làm gì, đúng không? Có nhiều người rất suy nghĩ như thế. Vì sao vì nghe được không? Thế là anh thì anh không, đấy là quan điểm của anh, thấy anh chơi app ở bên kia 2 năm rồi nên anh cảm thấy cũng qua rất gọi là rất nhiều idol, anh nhìn nhận ra thì tất nhiên là nản, thì có nhiều bạn nản lắm, khán.